Xin được kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay. Hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu diễn ra ổn định. Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có hướng dẫn chi tiết công khai triển khai xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024. Tin thế giới, bước đột phá trong điều trị các vết thương lâu lành. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3 tháng 3 năm 1959, 3 tháng 3 năm 2024 và 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân 3 tháng 3 năm 1989, 3 tháng 3 năm 2024, Quỹ ban nhân dân xã Mỹ Quý Tây phối hợp với đoàn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tổ chức ngày hội Biên phòng Toàn dân năm 2024. Trong năm 2023, cấp ủy chính quyền xã Mỹ Quý Tây phối hợp chặt chẽ với đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến từng áp từng hộ gia đình về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Thông qua hoạt động từ quản nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ biên giới, thường xuyên phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát mật phục. Kết quả trong năm qua, lực lượng chức năng bắt giữ hàng trăm ngàn gói thuốc lá ngoại và phương tiện vận chuyển Dịp này có 8 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì chủ quyền an ninh biên giới tổ quốc. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An cũng đã tặng bằng khen cho 3 cá nhân. Ngoài ra, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung Ngày Biên phòng Toàn dân năm 2023 được nhận khen thưởng. Tại ngày hội, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Quý Tây và đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã trao quà cho 10 hộ dân thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Thưa quý vị, lãnh đạo quyện Cần nước đến làm việc với ban chỉ huy quân sự quyện và các thành viên ban tổ chức hội trại tổng quân, kiểm tra công tác chuẩn bị hội trại tổng quân năm 2024. Tại buổi làm việc, lãnh đạo quyền yêu cầu ban tổ chức hội trại hoàn thành công tác chuẩn bị đúng theo kế hoạch, đảm bảo không khí vui tươi phấn khởi cho thanh niên trước giờ lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Công tác tổ chức hội trại tổng quân phải đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho tân quân và thân nhân đến tham dự hội trại. Theo kế hoạch hội trại tổng quân huyện Cần Đức năm 2024 được tổ chức tại trụ sở ban chỉ huy quân sự huyện, công tác chuẩn bị hội trại sẽ hoàn thành trước ngày 25 tháng 2. Sáng ngày 27 tháng 2, huyện Cần Đức sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Lãnh đạo huyện Châu Thành đến thăm các cơ sở thờ tự trên địa bàn nhân dịp rằm tháng Giêng âm lịch tại các nơi đến lãnh đạo quyền đánh giá cao những đóng góp tích cực của tăng ni Phật tử, chức sắc chức vị trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và công tác an sinh xã hội trên địa bàn quyền trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn các vị trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện tốt phương châm tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quyền ngày càng phát triển. Thưa quý vị, qua 2 tháng đầu năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định và thuận lợi. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu đạt hơn 1.400 tấn các loại, nhập khẩu ghi nhận hơn 1.700 tấn, hàng hóa xuất quá cảnh 11.118 tấn, hàng nhập quá cảnh 522 tấn, nhập kho ngoại quan trên 36.700 thùng thuốc lá điếu, Quá trình làm thủ tục hải quan chưa phát hiện tổ chức cá nhân hàng hóa các loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu thuộc đối tượng trọng điểm vi phạm nhiều lần có tính chất nghiêm trọng độ rủi ro cao. Năm 2024 tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu đang có những dấu hiệu phục hồi tốt tạo cơ hội cho hàng hóa trong tỉnh gia tăng xuất nhập khẩu. Những năm qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An thực hiện nhiều giải pháp và đạt kết quả tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính qua đó góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức người dân khi đến giao dịch thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ban hành nhiều văn bản để chấn chỉnh, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người dân doanh nghiệp. Riêng trong năm 2023, Sở đã ban hành 320 văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước và đất đai. Bên cạnh đó, Sở thực hiện ra soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết 3 thủ tục hành chính, thế điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến đối với 13 tổ chức hành chính. Trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 10 quyết định sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính và xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính. Cũng trong năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận trên 3.900 hồ sơ của tổ chức và hơn 286.000 hồ sơ của hộ gia đình và cá nhân. Thưa quý vị, thời gian qua Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã thực hiện tốt công tác xã hội tập trung và tại cộng đồng, đặc biệt là nhiệm vụ quản lý chăm sóc các hoàn cảnh yếu thế. Tính đến tháng 1 năm 2024, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh tiếp nhận quản lý nuôi dưỡng chăm sóc cho 425 đối tượng, bao gồm người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, thần kinh tâm thần và người lang thang. Ngoài ra, Trung tâm phối hợp chặt chẽ cùng Bệnh viện Tâm thần Long An trong công tác điều trị, phục hồi chức năng trị liệu nhằm giúp các đối tượng ổn định bệnh lý, đồng thời duy trì công tác hướng dẫn nghề đang giỏ cho người mắc bệnh tâm thần nhẹ. Thời gian tới, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý các hoàn cảnh là những người yếu thế trong xã hội, tăng cường công tác vận động xã hội. Chỉ tính riêng trong tháng 1 năm 2024, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh tiếp nhận số tiền ủng hộ từ các mạnh thường quân, nhà tài trợ ước tính trên 600 triệu đồng, góp phần cải thiện đời sống vật chất thần đảm bảo an sinh xã hội, phát huy truyền thống tương thân tương ái. Thưa quý vị, đường xá được mở rộng và cửa khang trang, diện mạo nông thôn đổi mới từ ngày, đó chính là minh chứng cho sự quyết tâm và nỗ lực của đảng bộ, chính quyền cùng với sự đồng lòng, chung sức của người dân Cần trước trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới ở mỗi xã của Cần Thơ trên 100 tỷ đồng, ngoài ngân sách nhà nước, người dân đóng góp khoảng 20% qua tuyên truyền vận động, người dân tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, cây cối qua màu và hàng trăm ngàn ngày công lao động để xây dựng sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn. Nhà nước thì có cái kế hoạch để để mà hiến đất làm đường nông thôn thì tôi gia đình tôi cũng chấp nhận là cái chuyện hiến đất để làm đường cho nó thông thoáng mà dễ đi lớn rộng. Mà không chỉ quan tâm xây dựng hạ tầng cơ sở, những năm qua cần nước còn kịp thời triển khai các chương trình chính sách hỗ trợ vốn, tạo việc làm, giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định được cuộc sống. Quyện huyện cũng phối hợp thường xuyên với các sở ngành tỉnh để kêu gọi xúc tiến đầu tư, giải quyết việc làm. Đây cũng là một cái vấn đề quan trọng để góp phần tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện Cần Đức cũng là một cái tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng quyện nông thôn mới. đến nay toàn quyện có 16 trên 16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. hiện cần Đức hoàn thành hồ sơ báo cáo đánh giá đã được tỉnh thẩm tra thống nhất đề nghị Trung ương công nhận quyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. quyện cũng thường xuyên rà soát các cái tiêu chí đạt nhưng chưa bình vững để có cái sự đầu tư xây dựng có trọng tâm trọng điểm nâng chất các tiêu chí này đồng thời quy động mọi cái cái nguồn lực nhất là các cái mạnh thường quân cũng như là tranh thủ sự hỗ trợ ủng hộ của các sở ngành tỉnh nhất là sở nông nghiệp xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc tin rằng với sự quyết tâm và đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân huyện Cần Đức tiếp tục có những bước phát triển đột phá trong xây dựng nông thôn mới, đưa quê hương miền hạ này từng bước đổi mới và phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn chi tiết công tác triển khai xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024. Giải thưởng gồm 6 lĩnh vực gồm khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội, khoa học nhân dân. Điều kiện xét giải là mỗi công trình do một giảng viên trẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính và số thành viên tham gia không quá 5 người. Công trình đã được nghiệm thu theo quy định được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 1 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ giải thưởng. Công trình chưa nhận hoặc chưa đồng thời gửi tham gia bất kỳ giải thưởng các quốc gia quốc tế khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ giải thưởng. Hồ sơ điện tử gửi về địa chỉ phòng htqlkha edu vn trước ngày 30 tháng năm tới. Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Trang Hùng đã ký quyết định về việc công bố danh mục chi sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Theo đó, quyết định đưa vào danh mục chi sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống, nghề làm bánh tráng Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Giang, thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa đối với nghề thủ công truyền thống, nghề làm bánh tráng Túy Loan. Nghề làm bánh tráng Túy Loan có lịch sử lâu đời, hiện ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Giang còn 15 hộ gia đình duy trì nghề làm bánh tráng truyền thống, tập trung chủ yếu ở thôn Túy Loan. Làng nghề này gắn kết nhiều giá trị văn hóa di sản với làng cổ Túy Loan, nơi có đình làng Túy Loan với lịch sử trên 500 năm tuổi. Thị trường bất động sản tại Canada gần đây đã có những dấu hiệu tích cực khi doanh số bán nhà tăng mạnh trong tháng 1 vừa qua, bất chấp việc chính phủ nước này mới đây đã gia hạn lệnh cấm người nước ngoài mua nhà tại quốc gia Bắc Mỹ này. Số liệu do Hiệp hội Bất động sản Canada công bố cho thấy, doanh số bán nhà trong tháng 1 tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu mức tăng mạnh nhất từ tháng 5 năm 2021. Trong khi đó, giá nhà giao dịch trên thực tế cũng tăng thêm khoảng 7,6% kể từ tháng 1 năm 2023 đến nay lên mức trung bình gần 660.000 đô la Canada một căn. Giới chuyên gia kinh tế Sở tại cho biết đã có dấu hiệu cạnh tranh mua nhà trong bối cảnh điều kiện thị trường bị siết chặt. Tuy nhiên, việc tăng doanh số bán và tăng giá giao dịch thực tế này chủ yếu chỉ dựa trên nền so sánh thấp của năm ngoái và hoạt động tổng thể của thị trường vẫn ở mức dưới trung bình. Một số chuyên gia cũng nhận định hiện còn quá sớm để nói rằng thị trường nhà ở tại Canada sắp sôi động trở lại, nhất là trong bối cảnh hiện nay những tác động của việc tăng lãi suất có thể vẫn chưa được phản ánh hết và điều này sẽ làm suy yếu nhu cầu nhà ở tại Canada trong những tháng tới. Tập đoàn công nghệ Mỹ OpenAI vừa ký kết một thỏa thuận với các nhà đầu tư nhằm định giá công ty ở mức 80 tỷ đô la Mỹ trở lên, mang lại giá trị tăng gần gấp 3 lần chỉ trong 10 tháng qua cho công ty phát minh ra ChatGPT. Theo The New York Times, nội dung thỏa thuận chưa được OpenAI chính thức xác nhận này yêu cầu công ty bán cổ phần hiện có cho các nhà đầu tư của Ray right Capital. Thỏa thuận sẽ cho phép các giám đốc điều hành và nhân viên bán cổ phiếu với mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ 3 tháng sau khi công ty vượt qua cuộc khủng hoảng lớn bắt nguồn từ sự kiện sa thải Sam Altman, giám đốc điều hành và là người đồng sáng lập của công ty. Cũng theo The New York Times, Đầu năm ngoái, OpenAI từng ký một thỏa thuận tương tự, nhưng định giá của công ty khi đó chỉ ở mức 29 tỷ đô la Mỹ. Những thông tin trên được công bố trong bối cảnh OpenAI vừa công bố thêm một bước tiến lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tổng quát với một công cụ đang được thử nghiệm có tên là Sora, cho phép người dùng sáng tạo những video sinh động lên đến một phút dựa trên những gợi ý mà họ viết ra. Nằm ở phía đông dãy Himalaya, sở hữu vị trí biệt lập với thế giới bên ngoài, Bhutan dùng đất rồng sấm luôn gây tò mò cho nhiều du khách bởi nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc và là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Theo trang mạng Lonely Planet, các tên Bhutan có thể bắt nguồn từ từ Bhutan có nghĩa là cao nguyên. Ngoài tên gọi trên, Bhutan còn được biết đến với biệt danh Rudyun, nghĩa là dùng đất rồng sấm, bởi nơi đây luôn bị các cơn bão dữ dội và khắc nghiệt quét qua người Bhutan gọi mình là Krukpa. Quốc dương Bhutan có hiệu là Krukgyanbo, nghĩa là quốc dương rồng sấm. Bhutan là quốc gia duy nhất có bộ hạnh phúc. Đất nước hơn 800.000 dân này quan trọng chỉ số hạnh phúc của quốc gia GNH và lấy đây là chỉ số đo lường tiến bộ quốc gia, thay vì sử dụng chỉ số tăng trưởng kinh tế GDP như các quốc gia khác trên thế giới. Bhutan là quốc gia duy nhất hấp thụ nhiều CO2 hơn lượng thải ra khi có đến 70% độ bao phủ là rừng. Đây cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới có kim ngạch xuất khẩu cao nhất là năng lượng tái sinh, thủy điện. Thimphu là thủ đô duy nhất trên thế giới không sử dụng đèn giao thông, cho dù thành phố này có hàng ngàn xe ô tô. Tại thủ đô của Bhutan, các phương tiện tham gia giao thông vẫn được điều khiển bởi cảnh sát đứng trong những bột trang trí sặc sỡ như miếu thờ. Và trạm bán xăng duy nhất ở Thimphu thì trông giống như một ngôi đền. Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm sản xuất và nhập khẩu thuốc lá. Bhutan cũng hoàn toàn miễn phí trong giáo dục và y tế. Trẻ em đi học không tốn tiền mà còn được tặng sách vở và quần áo. Để bảo vệ môi trường, chính phủ Bhutan đã cho sử dụng túi giải thay cho túi ni lông kể từ năm 1999. Một nhóm nhà khoa học quốc tế do Australia dẫn đầu đã đạt được bước đột phá lớn trong điều trị hiệu quả các vết thương lâu lành mà không cần dùng tới thuốc kháng sinh hoặc băng gạc chứa ion bạc Nghiên cứu này mở ra tiếng vọng cho hàng trăm triệu người trên thế giới, nhất là những bệnh nhân tiểu đường đã bị loét các chi. Trong nghiên cứu vừa được công bố, các nhà nghiên cứu từ Australia, Nhật Bản, Anh và Mỹ tại Đại học Nam Australia cho biết đã sử dụng huyết tương để phát triển phương pháp điều trị hiệu quả hơn cho các vết thương lâu lành như các vết thương bên trong, vết loét bàn chân do tiểu đường và các khối u có khả năng gây ung thư. Phương pháp điều trị bằng liệu pháp Herogen kích hoạt huyết tương này là liệu pháp sử dụng khí ion hóa plasma lạnh, có thể tạo ra chất oxy hóa mạnh nhằm tăng cường hiệu quả của băng gạt hydrogen trong việc tiêu diệt các vi khuẩn khiến vết thương bị nhiễm trùng. Ông Andre Zili, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, nhiễm trùng vết thương mãn tính là đại dịch thầm lặng, có nguy cơ trở thành cuộc khủng hoảng y tế sức khỏe toàn cầu. Trong khi đó, các phương pháp điều trị hiện nay có thể dẫn tới các tình huống bệnh nhân bị cắt cục chi hay gây ra tình trạng kháng thuốc kháng sinh và nhiễm độc từ ion bạc. Thế giới hiện có hơn 540 triệu người đang mắc bệnh tiểu đường và 30% trong số họ có nguy cơ bị loét bàn chân trong suốt cuộc đời. Ước tính chi phí điều trị các vết thương lâu lành này trên toàn cầu lên đến hơn 17 tỷ đô la Mỹ một năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.